tỉa màu đỏ tuyệt đẹp luôn. Future Nail, Future X thì cũng giống giống nhau, nhưng mà mỗi người mỗi sở thích ha các bạn. Future Nail, Future X thì mỗi cái nó cũng là có cái nét đẹp riêng, mỗi người mỗi sở thích thôi. Thì em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Future X SI phun xăng điện tử quanh mặt thắng đĩa này còn rất là đẹp, rất là mới luôn, liên lạc sạch sẽ. Xe là mua về chỉ đi đen thôi, không sử dụng bất cứ cái gì nha các bạn. Em này mang biển số là 59L1 43655. Với chiếc xe Future X này quá đẹp các bạn. Và với chiếc xe Honda Future X này thì mình mong muốn bán với giá là 38 triệu, 38 triệu nha các bạn. Thôi mà nhiều quá thì em xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe đi một bạn đẹp đi. Đây có GT các bạn. Đây giới thiệu chiếc GT xong rồi giới thiệu chiếc phim này luôn các bạn ha. Đó. Giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Future Neo GT. Đó, GT. Bánh mâm thắng đĩa. Tuyệt đẹp luôn. GT. Với chiếc xe Future Nail GT bánh mâm thắng đĩa tuyệt đẹp này, em nó mang biển số 59S383153. Thì với chiếc xe Future Nail GT này thì mình muốn bán với giá là 32 triệu, 32 triệu nha các bạn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn cái gì, một cái chiếc xe Honda Rim 2 tháng tuyệt đẹp luôn, biển số còn cũ luôn, biển số cũ luôn nha các bạn. Đây. Đây, chiếc xe Honda Rim 2 tháng tuyệt đẹp, xe rim hết luôn, tất cả mọi thứ rim luôn, tàu nồi chưa rớt luôn. Xe mà rim thái mà đầu nồi chưa rớt thì các bạn các chị biết rồi, chạy nó cực kỳ đã. Xe sơn zin tem zin bấm điện còn nguyên. Đây biển số còn cũ luôn, 50R1 6798, này mà xếp lại 6789 thì nó hay hơn nha các bạn. Xe một đời chủ duy nhất luôn. Và với chiếc xe Honda Rim 2 thái tem cửa 7 số như nguyên bản chính chủ một đời chủ này, đầu nồi chưa rớt này, thì mình mong muốn bán với giá là 59 triệu nha các bạn. 59 triệu. Rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái xe này các bạn biết rồi. Cực kỳ ngon, cực kỳ đã. Không có gì để nói hết. Quá êm, điện đèn kèn còi là nghiêm chỉnh hết. Rồi, một lần nữa em xin đưa với các bạn các chị là còn cũng khá là nhiều cái xe. Đó, nhưng mà giới thiệu nhiều quá thì nó lại không hay. Nên thôi thì em xin phép dừng cái clip ở đây. Và mong các bạn các chị hãy tới xem xe trực tiếp cũng như là thử test các kiểu. Chừng nào các bạn các chị hài lòng với rồi thì em sẽ làm giấy tờ xong xuôi hết rồi mới nhận tiền là sau cùng nha các bạn. Rồi em xin chân thành cảm ơn các bạn các chị rất nhiều.